Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức Pascal thông qua một cái bài tập như sau. Nhấn từ bàn phím số lượng người bị nhiễm virus corona ở mỗi quốc gia Đông Nam Á. Và hãy in ra màn hình. Thứ nhất là quốc gia có số nhiều người nhiễm nhiều nhất là bao nhiêu người. Trung bình một quốc gia Đông Nam Á có bao nhiêu người nhiễm COVID-19. Có những quốc gia trong khu vực có số lượng người nhiễm cao hơn chỉ số trung bình nhiễm COVID-19. Chúng ta vừa tính ở câu B. Như vậy đầu tiên trước khi đi vào sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải quyết bài toán thì chúng ta cần phải xác định được bài toán này cụ thể. Như vậy là ta thấy ngay là nhập từ bàn phím số lượng người nhiễm virus corona ở mỗi quốc gia Đông Nam Á. Như vậy là input của chúng ta chính là số người nhiễm virus COVID-19 ở mỗi quốc gia Đông Nam Á. Như vậy chúng ta có 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. 11 quốc gia. Như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng 10 biến 10 biến Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 và Q11 đại diện cho 11 quốc gia chúng ta sử dụng 11 biến. Mỗi một biến này chính là số lượng người nhiễm virus của một quốc gia. Đấy. Output của chúng ta sẽ gồm có các biến sau. Thứ nhất là số lượng người nhiễm nhiều nhất của một quốc gia Đông Nam Á là bao nhiêu. Thứ hai là trung bình một quốc gia Đông Nam Á có bao nhiêu người nhiễm virus COVID-19. Và thứ ba hãy đếm xem có bao nhiêu quốc gia trong khu vực có chỉ số có số người lượng người nhiễm cao hơn cái mức trung bình của một quốc gia trong khu vực. Đây là ba biến output. Như vậy bây giờ ta sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để lập trình bài toán này đưa ra kết quả để ôn lại kiến thức chúng ta đã học. Chúng ta biết rồi là một chương trình thì bao giờ cũng sẽ có hai phần là phần khai báo. Phần khai báo và phần thân. Phần khai báo thì ở đây chúng ta sẽ khai báo hai phần chủ yếu. Thứ nhất là program là tên chương trình. Cái này thì không bắt buộc. COVID-19. Tên rất hot trong thời gian gần đây. Đó. Khai báo thứ hai là khai báo biến. Khai báo hằng và khai báo thư viện chúng ta không có, sử dụng khai báo biến đây. Đây là phần khai báo. Thứ hai là phần thân. Bao giờ bắt đầu bằng begin và kết thúc bằng end chấm các bạn lưu ý nhé. Hai phần, một là khai báo, hai là phần thân. Bắt buộc. Khai báo tên chương trình ok rồi, bây giờ khai báo biến. Thì khai báo biến gồm những gì? Thì chúng ta để ý là ở phần input và output của chúng ta có những biến nào thì chắc chắn trong phần va của chúng ta sẽ phải đầy đủ, đúng không? Vậy ta có còn Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 và Q11. Đó, các biến cách nhau bởi dấu phẩy. Hai chấm kiểu dữ liệu. Thì số người nhiễm là kiểu số nguyên nên chúng ta sẽ chọn là số nguyên. Hiện nay khu vực Đông Nam Á mắc cũng không số người mắc cũng không nhiều lắm nên chúng ta có thể sử dụng kiểu by. Còn nếu mà chúng ta mà thấy rằng là số lượng nhiều người nhiễm lớn thì chúng ta có thể sử dụng kiểu what. Ok, nhưng mà thôi chúng ta hy vọng là chỉ bị giới hạn vào kiểu by thôi, không vượt quá. Rất là nguy hiểm. Khi ra đường nhớ đeo khẩu trang nhé. Khi giảng bài trực tuyến phải đeo khẩu trang. Rất là nguy hiểm, chúng ta nhớ đeo khẩu trang và kiểu bài. Thứ hai là các biến output max trung bình và đếm max và đếm thì không vượt quá số lượng quốc gia rồi chúng ta sử dụng kiểu bài cho thoải mái và tiết kiệm bộ nhớ. Bài có mất có một bài thôi, còn trung bình thì bắt buộc là kiểu read rồi, kiểu số thực. Đấy, các bạn nhớ nhá. Khai báo biến là danh sách các biến cách nhau bởi dấu phẩy, dấu hai chấm và kết thúc của chúng ta là kiểu dữ liệu. Chúng ta chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến của chúng ta. Đấy, như vậy phần xong phần khai báo. Đấy. Tiếp theo là phần thân chương trình. Thân chương trình thì khi chúng ta mới lập trình thì bao giờ chương trình của chúng ta sẽ gồm có 3 phần cơ bản. Một là phần nhập dữ liệu cho input. Đấy. Hai là khâu xử lý dữ liệu.
Thứ ba là in kết quả, xuất kết quả. Đấy, nhập dữ liệu. Thì bây giờ hiện nay chúng ta mới chỉ học hai lệnh để gán dữ liệu cho biến, một là lệnh gán trực tiếp, hai là lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím. Chúng ta chưa học kiểu tẹp cho nên chúng ta không chuyển dữ liệu cho biến theo gán dữ liệu cho biến bằng lệnh đọc tẹp được, mà chúng ta chủ yếu có hai lệnh, một là gán trực tiếp, hai là sử dụng lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím. Thì lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím của chúng ta thì chúng ta sử dụng lệnh đó là lệnh gì ạ? Các bạn nhớ không? Nhập dữ liệu từ bàn phím đó chúng ta sử dụng lệnh read. Ví dụ tôi muốn nhập cho quốc gia thứ nhất thì ta gọi là Q1. Tuy nhiên là nếu để như này thì người dùng rất là khó để sử dụng, nên thông thường là chúng ta sẽ đi kèm với lệnh read line, thường sẽ có một lệnh gì ạ? Lệnh write ở phía trên. Write. Đó, thông báo là nhập số ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia thứ nhất. Quốc gia thứ một. Read line Q1. Tương tự, chúng ta sẽ nhập đấy, thứ 8 trở thành Q8 và ba quốc gia nữa, có thêm 3 năm. Quốc gia thứ 9. Q9. Quốc gia thứ 10. Q10. Quốc gia thứ 11. Copy mà cũng lâu. Q11 à. Như vậy là đây là các lệnh để người dùng sẽ nhập dữ liệu cho 11 biến này. Ok. Sau thì có rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý dữ liệu để chúng ta thu được kết quả mà cần tìm. Hiện nay đầu tiên là quốc gia có số người nhiễm cao nhất là bao nhiêu người. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải đầu tiên. Chúng ta giả sử quốc gia đầu tiên là quốc gia có nhiều người. Giả sử thôi nhá, chưa phải. Giả sử số người nhiễm cao nhất chính là quốc gia thứ nhất. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt đi lần lượt đi xem là các quốc gia thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu có người nhiễm cao hơn hay không. Nếu mà nhiều cao hơn thì chúng ta sẽ thay đổi cái mắc này. Nếu mắc mà nhỏ hơn số người nhiễm của quốc gia thứ hai, đây, câu lệnh gen ta biết rồi đúng không ạ, thì điều gì sẽ ạ? Nếu mắc mà nhỏ hơn Q2 thì lúc này mắc không phải là Q1 nữa mà mắc của chúng ta sẽ là Q2, còn nếu nhỏ hơn thì nó không làm gì cả, nếu lớn hơn thì không làm gì cả đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta lại copy paste, insert, copy phát đủ ba lệnh luôn. Vậy chỉ cần hai lần insert thành 6 thế này. Copy phát nữa cho đủ luôn 12 luôn. Hai chúng ta chỉ cần 10 thôi mà. Căng chốt insert. Ship insert. Nếu mắc nhỏ hơn Q2 thì mắc sẽ là Q2, còn nếu mắc nhỏ hơn Q3 thì mắc sẽ là Q3. Nếu mắc nhỏ hơn Q4 thì mắc sẽ là Q4. Nếu mắc nhỏ hơn Q5 thì mắc sẽ là Q5. Nếu mắc nhỏ hơn Q6
thì max sẽ là Q6. Nếu max là nhỏ hơn Q7 thì max sẽ là Q7. Nếu max nhỏ hơn Q8 thì max sẽ là Q8. Nếu max nhỏ hơn Q9 max sẽ là Q9. Nếu max nhỏ hơn Q10 thì max sẽ là Q10. Nếu max nhỏ hơn Q11 thì max sẽ nhỏ hơn Q11. Đấy, không? Và bây giờ chúng ta chỉ in max thôi. Right. Số người nhiễm COVID-19 cao nhất ở một quốc gia là, và mắc. Đấy. Đó, xong. Bây giờ đến lượt trung bình. À, thì để tính xem có trung bình một quốc gia có bao nhiêu người bị mắc COVID-19 thì chúng ta có trung bình 2 chấm bằng, và trung bình bằng D1 cộng D2 cộng D3 cộng D4 cộng D5 cộng D6 cộng D7 cộng D8 cộng D9 cộng D10 cộng D11 chia cho mấy ạ? Chia cho 11 đúng không? Trung bình cộng cái này ai biết rồi. Loại right thôi, thông báo. Đó, xử lý xong thông báo. Rồi. Đó, xuất kết quả đây chúng ta có thể rằng là gì ạ? À, để cho nó hợp lý với cái phần chúng ta đang viết đây thì thầy sẽ in tất cả thông báo phía dưới này. Nói chung là những bài đơn giản thế này thôi, còn những bài phức tạp, những bài mà khác thì có thể là chúng ta đã phải xuất ở trên. À, thông thường thì chúng ta hoàn toàn là xuất ở sau cùng. Đó. Số người nhiễm COVID-19 trung bình ở một quốc gia là, phẩy TB 2.0 2.1, làm tròn một chữ số giao số phẩy. Đó. Bây giờ người ta hỏi rằng vậy thì sẽ có bao nhiêu quốc gia trong khu vực, và bao nhiêu quốc gia trong khu vực có số lượng người nhiễm cao hơn chỉ số trung bình này. Thì ta đi so sánh các quốc gia với trung bình thôi. Đầu tiên khi ta chưa đếm thì đếm sẽ bằng 0. Bắt đầu kiểm tra này, nếu kiểm tra thì phải dùng nếu thì thôi. Nếu DQ1 mà lớn hơn trung bình thì đếm 2 chấm bằng đếm cộng 1, nếu mà nhỏ hơn thì thôi, không làm gì nữa. Đúng không? Đấy. Insert, shift insert. Cái chỗ này sẽ shift insert. Insert và chúng ta sẽ phải cần 10 một câu lệnh tất cả. Rồi, copy tất cho nó nhanh. Căng chuẩn insert, shift insert. À. Rồi, nếu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11. Nếu Q1 lớn hơn trung bình thì đếm bằng đếm của 1, tương tự Q2, Q3 cũng vậy. Đấy, vậy sau cùng chúng ta sẽ thu được đếm. Vậy right là số người, số quốc gia có số người nhiễm cao hơn mức trung bình. Và cách cả phải đếm. Ok. Và để xem được kết quả thì chúng ta cần một lệnh read line. Dừng màn hình để chúng ta xem kết quả. Đấy, phải kiểm tra lỗi F9. Ok, chương trình đã đúng. Lưu lại COVID-19.
Rồi, chạy thử. Đó, quốc gia thứ nhất là hiện như Việt Nam 16. Và Singapore là 84. Thái Lan là 35. Và Malaysia là 22. Indonesia 0. Campuchia 1. Lào 0. Myanmar 0. Đông Timor 0. Brunei 0. Philippines 3. Đấy. Như vậy số người nhiễm Covid cao nhất ở một quốc gia là 84 người. Vâng, số người nhiễm Covid trung bình ở một quốc gia là 14,6 người. Vậy số quốc gia có số người nhiễm cao hơn mức trung bình là 4. Đó chính là 16 84 35 22, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Đấy, đây chính là chúng ta sử dụng là lập trình Pascal để giải quyết bài toán. Đây thầy giới thiệu lại nhá. Lại này. Đấy, rõ ràng đầu tiên là khai báo biến. Khai báo biến là khai báo tất cả các biến trong phần input này của bài toán ấy. Chúng ta xem là input của chúng ta bên ngoài đấy. À, đây này, bên ngoài input này. Output ra có những biến nào ta khai báo đây. Ngoài ra có thể là trong các bài toán chúng ta có biến trung gian chúng ta phải khai báo chỗ này. Tất cả các biến nhà trong ngôn ngữ lập trình Pascal thì chúng ta muốn được sử dụng thì phải khai báo trên đầu. Các ngôn ngữ lập trình bậc cao bây giờ thì có thể là dùng đến đâu chúng ta khai báo đến đấy cũng được, nhưng mà với Pascal thì bắt buộc phải khai báo phía trước, tất cả khai báo chỗ này. Thì cú pháp nhắc lại đó là danh sách các biến cách nhau bởi dấu phẩy, tiếp theo là dấu hai chấm và kiểu dữ liệu và kết thúc dấu chấm phẩy. Chúng ta chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp. Khâu tiếp theo của bài toán chính là nhập dữ liệu input. Đấy, như vậy nhập cho các biến của input kìa. Thì bao giờ gồm hai câu lệnh. Một là câu lệnh thông báo nhập cái gì đấy, nhập dữ liệu cho biến nào. Và tiếp theo là readline biến đấy. Ngoài cái việc mà chúng ta readline từng biến ra, chúng ta có thể readline một mạch các biến. Tuy nhiên bài này thì thầy cố tình làm đơn lẻ từng biến cho nó vui. À, đang có thời gian rảnh rỗi mà. Max bằng Q1. Đây là tìm max. Thì thuật toán tìm max chúng ta biết rồi. Đầu tiên ta lớp 10 ta học rồi mà. Đầu tiên ta giả sử là quốc gia thứ nhất là cao nhất. Sau đó tao đem so sánh max với các quốc gia tiếp theo. Nếu như mà max mà nhỏ hơn số lượng nhiễm của các quốc gia thứ hai thì max chúng ta sẽ thay đổi là các quốc gia, vậy cứ làm như vậy cho đến hết thì thôi, thì ta sẽ thu được max. Ở trung bình thì ta biết rồi, cái này không phải nói nữa, là cộng tất cả lại chia cho số lượng thì ra trung bình và đếm, đây là đếm bằng không, và chúng ta sẽ lần lượt so sánh các giá trị với giá trị trung bình. Nếu mà thấy lớn hơn thì ta tăng thôi, còn nếu nhỏ hơn thì thôi. Đây là if then dạng thiếu ta biết rồi mà, nó chỉ thực hiện khi điều kiện đúng, còn điều kiện sai thì không làm gì cả. Và cuối khâu cuối cùng của giải bài toán trên máy tính của chúng ta chỉ là xuất kết quả mong muốn, xuất output đấy. À, bây giờ đây là bài tập mẫu. À, bây giờ sẽ làm bài tập mở rộng. À, ai làm bài tập mở rộng này cho 10 điểm học ký luôn. Bài tập đó là nhập vào từ bàn phím, vẫn bài toán trên. Vâng, bài toán trên mở rộng cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Sơ sơ chúng ta có khoảng hơn 200, đơn giản lấy khoảng 200 thôi. 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào với bài toán này? Như vậy ta thấy ngay ở đây chúng ta giải quyết cho 11 quốc gia Đông Nam Á thì có 11 biến. Thầy ngồi gõ đã mỏi tay rồi. Đấy, đã mỏi tay rồi. Nói trong cái đây kể cả lệnh nhập dữ liệu cũng gọi cũng mỏi tay luôn. Đấy. Ở chỗ này thì if then cũng vậy, cũng mỏi tay luôn. Trung bình if then cũng mỏi tay với 11 biến. Thế bây giờ nếu 200 biến thì ta thấy ngay ứng với số lượng này chúng ta sẽ có 200 câu lệnh. 200 câu lệnh, 200 bộ này ta nhân lên thành 400 câu lệnh vì mỗi này có hai lệnh. Đây nữa 200 lệnh nữa là 600, dưới đây 200 lệnh nữa là 800. Vậy chương trình ta có khoảng 800 dòng lệnh với một bài toán rất là đơn giản. Okay, như vậy có khả thi không ạ? Làm có làm được không? Và trả lời là làm được. Đấy, tuy nhiên như thế thì nó rất là dài dòng phức tạp. Vậy có cách nào để chúng ta có thể rút gọn cái chương trình của chúng ta không? Vâng, thì để làm bài toán trên mà nó ngắn gọn và hiệu quả hơn thì người ta cho chúng ta một cái thứ mà chúng ta sẽ thấy rất là thích, đó là kiểu dữ liệu mảng. Mảng là cái gì?
mảng một chiều. Mảng một chiều đó là tập hợp, là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu, các bạn nhớ nhé. Hữu hạn à, một là hữu hạn, thứ hai là có cùng kiểu dữ liệu thì chúng ta có thể đưa vào mảng đây. Ví dụ Q1 đến Q1 của chúng ta đấy là số lượng người nhiễm virus COVID-19 chưa? Các quốc gia thì chúng ta có thể sử dụng mảng một chiều cho anh này, vì chúng cùng kiểu dữ liệu và đặc điểm chung à, cùng biểu thị số lượng người nhiễm COVID-19 thì có thể dùng mảng rồi. Tuy nhiên để thao tác với mảng thì chúng ta cần phải làm những gì? Thì để thao tác với mảng chúng ta cần phải làm những việc sau. Thứ nhất là chúng ta cần biết khai báo mảng. Thứ hai là chúng ta phải biết truy cập tới biến mảng. Điều thứ ba là chúng ta phải biết nhập dữ liệu cho mảng và một số cái thao tác khác. Đấy. Việc đầu tiên của chúng ta khai báo kiểu mảng với mảng như nào, thứ hai là truy cập để biến mảng ra sao và nhập dữ liệu cho mảng như thế nào. Thì bây giờ chúng ta để ý nhá. Thứ nhất là khai báo mảng này, các bạn cùng xem này. Khai báo mảng thì cách khai báo như sau. Ở đây thầy hướng dẫn chúng ta cách khai báo trực tiếp, gián tiếp, các bạn xem sách giáo khoa nha. Khai báo mảng trực tiếp thì cú pháp khai báo bắt đầu bao giờ cũng là từ khóa 3 rồi. Khai báo biến, nó cũng là biến mà. Đấy, vậy chúng ta sẽ các quốc gia nhiễm COVID-19, vậy chúng ta sẽ khai báo mảng quốc gia các quốc gia mảng Q. Rồi. Khai báo mảng. Cú pháp như sau này, bao giờ nó bắt đầu có từ khóa 3 rồi. Đó tên là tên biến mảng bắt buộc gồm có tên biến mảng. Hai chấm. Rồi. Một chỉ số đầu, xin lỗi, biến chỉ số. Kiểu phân tử, biến chỉ số bắt buộc. Kiểu phân tử. Chúng ta cùng xem này. Vậy minh họa sang bài toán của chúng ta có 11 biến. Bây giờ chúng ta mở rộng đang là các quốc gia trên thế giới này. Thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo như sau. Và từ khóa 3 ta có rồi. Ta khai báo luôn này. Và này, ta sẽ gọi tên biến mảng là biến mảng Q. Hai chấm array. Các bạn nhìn thấy array không? Q này, tên biến mảng là mảng Q nha. Từ khóa array này. Dạ. Mà chỉ số. Ở đây là chỉ số ta thường là sẽ là số nguyên, với chúng ta mới học sẽ là số nguyên. Ở đây ta sẽ đánh số nguyên và chỉ đầu tiên sẽ thường sẽ nhỏ hơn số cuối. 1 chấm chấm và 200. Ta giả sử 200 quốc gia vùng lãnh thổ. Kiểu dữ liệu chúng ta có thể sử dụng kiểu khác, ví dụ như các quốc gia thì Trung Quốc nhiễm rất là nhiều, chúng ta sẽ sử dụng kiểu Word chẳng hạn. Đấy. Đó, kiểu Word bây giờ 65.000, 65.000 quốc Trung Quốc 7 mấy nghìn thì chúng ta phải sử dụng kiểu lớn hơn. Đó, kiểu số nguyên là kiểu số nguyên lớn chẳng hạn. Dạ, như vậy là chúng ta sẽ khai báo với cái mảng Q 1.200 này là chúng ta khai báo được một biến mảng Q, trong đó chúng ta có 200 phần tử, tức là tương ứng với 200 biến. Và đây chúng ta khai báo 11 biến là phải Q1, Q2. Thì đây chúng ta sẽ khai báo một mạch được 200 biến cùng kiểu dữ liệu. Cùng kiểu dữ liệu Long Editor. Dạ. Đấy. Còn max này, đếm và trung bình thì chúng ta vẫn để biến lẻ như này. Đấy, chúng ta khai báo lại. Max đếm của chúng ta là thuộc kiểu Long Editor. Đó. Trung bình thì của kiểu số thực rồi. Để khai báo biến. Tiếp theo là cách nhập dữ liệu cho biến mảng thì làm thế nào? Đây, nhập biến mảng. Chúng ta nhìn đây, nhập Q1, nhập Q2 thì ta nhận thấy rằng là các lệnh này như nào với nhau. Các lệnh này nó giống nhau, nó chỉ khác nhau số thứ tự. Đúng không ạ? Q1
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 thôi. Thì bây giờ với mảng một chiều, của chúng ta thì ở đây chúng ta cũng có chỉ số cho từng phần tử là từ 1 đến 200. Nó tương ứng với 1 2 3 4 đây này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ nhập nó, thầy sẽ để đây thành phần chủ thích. Đấy, bây giờ sẽ nhập này, sẽ nhập dữ liệu. Đầu tiên ta sẽ giới hạn lại số lượng phần tử của bảng. Đó. Nhập mảng thì bao giờ chúng ta sẽ có hai phần, một một là chúng ta sẽ giới hạn lại phần tử. Số lượng phần tử. Nhập giữa bảo nó có hai phần, phần nhất là nhập số lượng phần tử của mảng. Có nghĩa là gì ạ? Khi chúng ta khai báo hai bảng tác của ta có 200 biến, 200 phần tử. Tuy nhiên là trong bài toán thực của chúng ta không dùng hết, thì chúng ta có thể nhập lại số lượng phần tử của bảng. Sau đó ta nhập giá trị cho từng phần tử của bảng. Đó. Như vậy, đầu tiên với chương trình này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải khai báo thêm một biến, đó là biến N. Đó, N của chúng ta chính là số lượng phần tử của bảng. Đó, right. Nhập lại số lượng. Nhập số lượng các quốc gia. Đó, tất nhiên đi kèm sẽ là lệnh read line. Nào. Đó, bây giờ sẽ nhập số lượng người nhiễm của từng quốc gia một, thì ta thấy ngay là các lệnh phía trên nó lặp đi lặp lại là giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì lặp đi lặp lại nhiều lần người ta sẽ sử dụng cấu trúc lặp là for i 2 chấm bằng từ 1 to n do. Đó, begin. Đó, trong này ta có hai lệnh phải dùng begin end. Sau for và if then, nếu như có hai lệnh phải thực hiện thì chúng ta sẽ phải đặt trong begin end để thành một câu lệnh ghép. Đấy, như vậy right, câu lệnh hướng dẫn này, nhập số người nhiễm của quốc gia thứ. Đó, phải y đóng nháy. Đó, sau đó read line, rồi dùng lệnh write đó. Cuối này còn phải có dấu cách để cho nó cách ra. Hit la. Và quy thư y. Đấy. Vậy chúng ta bắt lấy, chúng ta sẽ là có phải bắt lấy chúng ta là nhập số người nhiễm quốc gia thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 đến thứ 11 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ cần thứ y, thì y của chúng ta chạy từ 1 đến n, nó tự động sẽ là quốc gia thứ nhất, thứ 2, thứ 3 đến thứ n. Đấy. Đây chính là lệnh nhập. Nào, thông thường lệnh nhập mảng dữ liệu cho mảng thường sẽ đủ một cụm như này. Đầu tiên là nhập số lượng phần tử của mảng, bao giờ phải có giới hạn, sau đó chúng ta nhập từng phần tử, thông thường như vậy. Vậy chúng ta sẽ đã xong phần là nhập dữ liệu rồi. Đấy, quy thư y các bạn nhớ nhá, quy thư y đấy là người ta gọi là truy cập đến phần tử của mảng. Thì để truy cập đến phần tử của mảng thì các bạn sử dụng cú pháp đó là tên biến mảng. À, để truy cập đến phần tử cụ thể của mảng. Đấy, và ngoặc vuông chỉ số phần tử. Ví dụ muốn truy cập đến phần tử thứ 1 thì ta ghi là Q1, Q2, Q3 đóng vào ngoặc vuông, bắt buộc phải có ngoặc vuông nha, không thì nó sẽ sai cú pháp. Đây là Q y, y nó sẽ tự động nó thay đổi, thì nó tự động nó sẽ nhận đến các phần tử của mảng đấy. Xong. Rồi, bây giờ đến phần thứ hai. Là chúng ta đã nhập xong rồi, bây giờ đến lượt tìm max. Rồi, max ra sẽ có là các bạn nhìn nhận thấy không ạ? Ở dưới này. Nào, đầu tiên max bằng Q1, sau đó là max nhỏ hơn Q2, Q3, Q4, Q5. Thì rằng các câu lệnh này giống hệt nhau về cú pháp. Nó chỉ khác nhau về chỉ số phần tử của mảng là từ Q1 đến Q10 thôi. Tuy nhiên khi ta khai báo biến đơn ấy, thì chúng ta sẽ không thể sử dụng chỉ số, không thể dùng ống lặp được. Nhưng khi sử dụng biến mảng thì chỉ số của chúng ta nó, ta có thể sử dụng biến chỉ số để thay đổi. Như vậy trường hợp này chúng ta sẽ dùng như sau. Và ta sẽ không làm thế này nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng một câu lệnh, nó sẽ ngắn hơn rất nhiều các bạn nhìn nhá. Nó giống nhau lên chúng ta có quyền sử dụng câu lệnh. Và for. Bạn nhìn ạ.
đầu tiên ta khai báo biến max 2 chấm bằng và quy. Bây giờ ta không được quy một như ở phía trên nữa mà chúng ta phải đưa vào chỉ số một như thế này. Thấy chưa? Bạn thấy không? Quy một, tên biến bảng và chỉ số phân tử. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi từ phần thứ hai là for i 2 chấm bằng từ 2. Bắt đầu chúng ta từ quy 2 các bạn nhìn này, mắc nhọn quy 2 này. Đấy, thì đây ta phải là for i bằng từ 2, đúng không? Không thể từ 1 được. Từ 1 cũng được nhưng nó thừa tu n đủ. Đấy, if bằng max giống ở trên này nhỏ hơn và còn quy 2 qua quy 4 thì bây giờ nó sẽ là quy gì ạ? Quy i, vì i sẽ thay đổi gen max 2 chấm bằng quy thứ i. Đó. Như ở trên này, nếu nhỏ hơn quy 2 thì sẽ là quy 2, nhỏ hơn quy 3. Đó, mắc bằng quy y. Nhưng mà chỉ cần sau câu lệnh này nó thay thế cho tất cả câu lệnh. Nếu như bình thường phải 200 câu lệnh thì bây giờ chỉ cần một câu lệnh này là giúp chúng ta tìm ra được biến mắc rồi. Đấy. Với trung bình. Đó, trung bình. Thì bây giờ chúng ta phải để tính tổng. Tính tổng thì lẽ ra phải là quy 1, quy 2 cộng đến tận quy 200 mà không được chấm chấm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính tổng. Còn chỉ bằng một lệnh for thôi. S 2 chấm bằng 0. Và for i 2 chấm bằng từ 1 to n du. Vậy ta thấy ngay là khi ta thao tác với bảng một chiều thì câu lệnh for sẽ được sử dụng khá là phổ biến, đúng không ạ? S 2 chấm bằng s cộng với quy i. Đó, dùng câu lệnh lập. Sau đó chúng ta tính trung bình thì trung bình của chúng ta bây giờ đơn giản chính là bằng s chia gì ạ? S chia n. Trên n là chúng ta có trung bình. Bây giờ thực hiện lệnh đếm. Lệnh đếm thì bây giờ chúng ta thấy ngay. Thay vì chúng ta có phải if nhiều như này thì tất cả các lệnh if này chúng khá là giống nhau về mặt cú pháp, nên chúng ta chỉ cần sử dụng vòng là for, cũng for thôi. For i 2 chấm bằng từ 1 to n du và if giống hệt trên kia. Quy. Và vì quy của chúng ta là từ 1 đến 2 đến n nên chúng ta sẽ là quy lớn hơn trung bình gen. Đó. Đếm 2 chấm bằng đếm cộng 1. Chỉ cần một câu lệnh là xong. Đó, màn hình kết quả chúng ta vẫn để nguyên thông số trên. Tuy nhiên chúng ta phải bổ sung một số biến. Đấy, thay vì chương trình nó dài răng rạc như vậy thì chúng ta bây giờ đợi tất cả các lệnh này giống nhau, chúng ta sẽ thu nhỏ lại chỉ cần bằng một lệnh thôi. Đây nữa, mắc thay vì đống này thì bây giờ chúng ta chỉ cần như vậy là đủ. Đúng không? Đấy, thì mắc tính tổng, tính trung bình, đếm. Đó, đếm vậy, bỏ hết đến đây đi. Thay vì phải dài như này, chúng ta chỉ cần dùng lòng for. Thôi, và chương trình rất là ngắn. Dù có 1.000 hay 2.000 biến thì cũng ok thôi. Tuy nhiên ta phải bổ sung một số biến. Thứ nhất, biến n là số lượng phân tử rồi có đây này. Chúng ta phải bổ sung thêm biến y này. Biến s này. Và thôi, s bổ sung lên đây, y lên đây. Cái phân tử. Đó, xong, chương trình chạy đúng rồi, chạy thử lại nhá. Quốc gia như vậy, giả sử ta vẫn chạy 11 đến 11. Đấy, quốc gia thứ nhất là 16, quốc gia thứ hai là 84, quốc gia thứ ba là 35, quốc gia thứ tư là 22, quốc gia thứ năm là 0, quốc gia thứ sáu là 1, quốc gia thứ 7 0, 8 0, 9 0, 10 0 và 11 là 3. Đấy, chúng ta thấy ngay kết quả là 84, 16,4 và trung bình là 3. Ôi, sorry, chỗ này nó có cái gì nó sai sai. Chỗ kia là 4, chỗ này ta là 3. Phải kiểm tra lại chương trình xem có gì sai không. Đấy, như vậy là for i bằng từ 1 to n du. Nếu quy thứ i mà lớn hơn trung bình thì đếm bằng đếm cộng 1. Ta thử kiểm tra lại. Và 16, 8, 4, 3, 5, 22, 0, 1, 0, 0.
Vâng. Thầy lại nhập 9, 10 và 3. 84, 16,4 vậy có 3 là đúng rồi. Xin lỗi thầy nhập dữ liệu bị sai, sai so bên kia. À, nhập lại nhé, R này. Số lượng quốc gia là 11. Quốc gia thứ nhất là 16. Quốc gia thứ hai là 84. Và 35. 22 0. Quốc gia thứ 5 là 0, 6 là 1. Quốc gia thứ 7 là 0, 8 0. 9 0. 10 0 và tiếp theo là 3. Đấy, 84 16,4 và trung bình là 3. Nói chung mình là 4. Đó, đấy chính là cách chúng ta sử dụng mảng một chiều. Mảng một chiều là một dãy hoặc phần tử. Thì để thao tác mảng một chiều thì chúng ta cần phải lắm được cách khai báo. Đây, khai báo với cú pháp này. Đấy, cú pháp. Cách truy cập là tên biến mảng với chỉ số phần tử trong thông mua và nhập dữ liệu cho bảng. Khi phần khai báo kiểu bảng này các bạn lưu ý là cái biến chỉ số này thì chúng ta phải xác định rõ chỉ số đầu, chỉ số cuối và số lượng phần tử của bảng là phải được xác định chứ không được để biến mà nó không xác định số lượng. Ví dụ ta để đây là một chấm chấm m chẳng hạn thì nó sẽ báo lỗi ngay.